Trước ảnh hưởng của bão số 4, hiện nay, nông dân trên địa bàn thành phố Hội An đã tuân thủ nghiêm các khuyến cáo và hướng dẫn của chính quyền địa phương, khẩn trương triển khai các biện pháp để bảo vệ diện tích hoa màu, cây ăn quả, đặc biệt vụ hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão sắp đến. Ví dụ như điện đề mà để tháp cho cúc mà phát triển thì là phải lo gỡ hết và đem vô cắt để là xa bổ với đem ra lệ. Còn mà hoa mà trăng trào thì phải chuẩn bị là ví dụ như là nếu đúng dịp cơi thì mình không nên cơi. Tại vì mình cơi là khi là gió nó vô nó đánh là nó hư hết cái giòn lá là sau này là nó không thể nứt mầm được. Còn mà thấp lục là phải chuẩn bị ghế để kê. Ví dụ khi mà mưa nhiều là có lượng nước lúc mà thoát không kịp là lúc chạo là hoa hư rễ. Cho nên mình phải chuẩn bị ghế nhựa để mình cứ mỗi cái ghế là một cái chạo mình kê lên trong khu ảnh hưởng cái chậu hoa trong những ngày mà mưa bổ. Đối với hoa màu, bà con khẩn trương thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng nhằm tránh bị dập, hạn chế tối đa tình trạng ngập úng. Các hộ sản xuất hoa cây cảnh thì khẩn trương che chắn, gia cố giàn che, nhà lưới, v.v. Ngoài ra, bà con còn chủ động lật nằm một số loại cây cảnh trồng trong chậu nhằm tránh ngã đổ, lây gốc. Một số cây ăn quả cũng được bà con nông dân cắt tỉa để cây được thông thoáng, tránh ngã đổ. Rồi hoa cây cảnh đó, mình làm để phục vụ cho chân năm nay đó thì nói chung là hoa nó thì cũng nhiều lụa. Mà cơ bản là năm nay coi như là bổ thấy sớm hơn đó là trước khi mà cúc hay là bông rồi cũng chưa để trò lớn lắm. Thì bây giờ cái chuyện mà cũng che đại đồ này nọ cho nó đỡ cái lượng mà dập đó thôi. Đó, chứ còn cái đổ ngõ thì những cây lề hay những cây lớn thì mình phải bó để mà để mình chống thì bổ cho ngõ chợ cũng chống đỡ cái thiệt hệ. Từ lần trao trục quế, gia đình chúng tôi đã dùng lưới và các dụng cụ dừa để che và chống mưa cho đỡ hư hoa màu và dùng đất để đắp lên cho lưới khu ba. Với những biện pháp được triển khai, nông dân Hội An mong muốn cơn bão mau qua và hy vọng cường độ bão hạ thấp khi vào bờ nhằm giảm bớt thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ hoa màu và cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán cận kề.